Thưa quý vị và các bạn, khiêu vũ thể thao là bộ môn kết hợp giữa hoạt động nhảy trên nền các thể loại nhạc cùng với động tác uyển chuyển, duyên dáng, lôi cuốn người xem. Khỏe, đẹp, phong cách là những điểm nhấn giúp cho bộ môn khiêu vũ thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ tham gia luyện tập. Gác lại những lo toan bộn bề sau một ngày dài, đều đặn 5 giờ chiều hoặc 8 giờ tối mỗi ngày, các thành viên nhóm nhảy Hoa Ban Đỏ lại có mặt ở điểm tập cùng nhau hòa mình vào những điệu nhảy cuốn hút từ bộ môn khiêu vũ thể thao. Dường như không có khoảng cách về tuổi tác, các thành viên từ 20 đến trên 60 tuổi cùng đắm chìm trong những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, đẹp mắt và cuốn hút của các điệu nhảy như cha-cha-cha, bachata, zumba khiến người xem không thể rời mắt. Được biết, dù mới thành lập từ tháng 4 năm 2020, nhưng đến nay nhóm nhảy đã thu hút được hơn 30 thành viên, từ sinh viên, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ hưu trí, lao động tự do tham gia tập luyện thường xuyên. Đây thực sự đã trở thành một sân chơi mới mẻ, cuốn hút và bổ ích. Theo phong trào thi đua là noi gương Bác Hồ, tập thể dục cho vui khỏe có ích đấy. Thế thì là đội mình là tập trung mấy chị em trong phường, xong bắt đầu là cứ người nọ biết thì dạy người kia, sau đó là chúng mình thành lập được một nhóm thì dần dần cái nhóm đấy nó đã mở rộng và lan tỏa theo tất cả các chị em trong phường đấy. Và các chị em tham gia thì nói thật là công việc mỗi chị em một công việc ngành nghề khác nhau, nhưng mà chúng mình rất là đoàn kết và đã tập trung được và ra cái sân quảng trường thành phố đấy. Và các buổi tối thì chúng mình thường là giao lưu, xong là trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, và ngoài trong cuộc sống ra thì chúng mình tham gia cái nhóm nhảy này thì chúng mình rất là vui và có ích. Nhóm tôi là đi vào hoạt động được 3 tháng. Nói chung là mới đầu thì chỉ có ba chị em toàn những người là rất là thích, nhưng mà vì là khép nép trong mỗi môi trường là ngại giao lưu nên mọi người ai cũng vào mới đầu thì 1-2 ngày thôi, nhưng lần sau thì người biết thì người dạy, người không biết, có nghĩa là rất là vui vẻ và tinh thần xây dựng một nhóm thật là tuyệt vời. Vài năm trở lại đây, phong trào khiêu vũ thể thao bắt đầu trở nên sôi nổi tại thành phố Điện Biên Phủ. Ban đầu chỉ có 1-2 nhóm nhảy tự do, đến nay đã có trên 10 nhóm nhảy hoạt động thường xuyên với hàng trăm thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ thiếu niên, nhi đồng, thanh niên đến trung niên, cao niên tham gia. Với các động tác đơn giản, nhẹ nhàng và dễ tập, nhưng lại có tác dụng cải thiện, nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần hào hứng, sảng khoái cho người tập. Loại hình này cũng đã được nhiều người lựa chọn tham gia luyện tập bởi tính thể thao đi kèm nghệ thuật, vẻ đẹp uyển chuyển của từng động tác trên cơ thể, những bước di chuyển dẻo dai, đẹp mắt cùng những động tác điêu luyện trên nền nhạc sôi động đã tạo ra thứ ngôn ngữ hình thể rất đẹp mắt. Trong cái bộ môn khiêu vũ thể thao này ấy, thì nó có rất là nhiều thể loại, ví dụ như là có cha-cha, zumba, bebop, samba hoặc là hip hop đấy, vân vân ấy. Thì thực ra thì bọn chị đang sử dụng chủ yếu là cha-cha và zumba là chính đấy. Thì mỗi một điệu nhảy thì nó đều có những cái cấp độ khác nhau, từ đơn giản đến khó. Thì trong cái quá trình mà dạy lại cho các chị em ở trong câu lạc bộ ấy, thì bao giờ chị cũng chọn những cái bài mà có cái động tác là dễ trước, sau đó là đến chuyển sang những cái động tác là khó hơn. Và từ đầu thì tập vo, tập đếm từng nhịp, từng bước một. Thế sau khi đã thấy các chị em mà đã vào bước nhịp tốt rồi thì lúc đó bắt đầu mới cho khớp nhạc. Không chỉ là môn thể thao nghệ thuật đẹp mắt, việc tham gia luyện tập khiêu vũ thể thao còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp vận động toàn thân, có tác dụng phòng chữa các bệnh mãn tính, tốt cho trí não, giúp cho xương chắc hơn, hệ tim mạch khỏe mạnh. Đây còn là nơi để các thành viên được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm sống hàng ngày, từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên. Nhà mình cũng là lần đầu tiên tiếp cận với lấy cái môn nghệ thuật này thì mình thấy cái thứ nhất đó là cái sức khỏe. Cái sức khỏe của mình nó đi lên rất là nhiều, như là mình bị thoát vị đĩa đệm này và bị tràn dịch khớp gối. Thì trong đến nay là sang tháng thứ tư thì mình thấy là mình khỏe hẳn lên, và nhất là cái máu mỡ của mình là cũng giảm hẳn. Tôi tham gia cái bộ môn này là đến thời điểm này là đã được tròn 2 năm rồi. Lúc đầu mới đi thì tôi cảm tưởng là mình không biết có học được không, nhưng mà sau đi nhiều thì cô thấy là cái bộ môn này là nó rất tốt cho sức khỏe của tất cả các lứa tuổi, mà nhiều tuổi như cô này thì cô thấy đi coi như về các bệnh xương khớp này, rối loạn tiền đình này, huyết áp này thì tôi thấy nó ổn định, với lại vui khỏe, coi như là đi thêm nó trẻ ra. Cô thấy cái bộ môn này là cô rất thích.
không chỉ xóa đi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp, xua tan những căng thẳng mệt mỏi của công việc thường nhật. Các nhóm khiêu vũ thể thao hoạt động sôi nổi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã trở thành nơi kết nối những người chung niềm đam mê, đồng thời góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng, thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.